Câu số 2, câu tiếp theo. Kính thưa sư, trong lúc hành thiền nhiều lúc con hay tưởng tượng đến hình ảnh dâm dục, con biết đó là bất thiện và có tác ý quay lại quan sát hơi thở. Con muốn hỏi là khi mình nảy lên tư tưởng như vậy, mình có đang tạo nghiệp về ý hay không? Và làm cách nào để khắc phục? Con vẫn luôn quán thân bất tịnh và không có xem hay thực hiện hành vi dâm dục, và con mới hành thiền được 1-2 tháng nay thôi. Thưa quý vị, khi mà chúng ta, quý vị cần phải phân biệt nó như thế này. Trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Ha. Đó, thọ duyên ái thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Coi như là 6 căn cộng với 6 cái cảnh, ghi cho quý vị, ai chưa có hiểu thì 6 giác quan cộng cho 6 cái đối tượng của 6 cái giác quan đó ha, thì nó sẽ ra cái 6 cái cảm thọ. Đừng bao giờ nghĩ là cái cảm thọ này là nó chỉ có thọ trên thân không thôi. Mà ngay cả con mắt của mình á, khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đẹp hay là cảnh xấu thì nó vẫn có cảm thọ của con mắt. À, có nghĩa là mắt có thể thọ lạc khi mà thấy cảnh tốt, mắt có thể thọ khổ khi thấy cảnh xấu. Cho nên á, cái cảm thọ này là cảm thọ của cả 6 giác quan. Mà 6 cảm thọ này nó có 3 cái cảm thọ, có nghĩa là thọ lạc, nghĩa là lạc nè, khổ nè, và thọ không lạc không khổ, có nghĩa là thọ xả. Đó, thì nó ra là 18 cái cảm thọ. Ha, nó ra 18 cảm thọ. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái thọ này á, theo 12 nhân duyên á, thì thọ thọ duyên cho ái, và ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè, quý vị nhớ nhớ cái này ha. Thí dụ như một cái hình ảnh á, một cái hình ảnh, ví dụ như một cái hình ảnh người nữ đi, ví dụ như một cái hình ảnh người khác giới xuất hiện ở trong tâm của mình, có nghĩa là cái ý căn của mình á, cái ý căn của quý vị đó, cái ý căn của quý vị nó bắt cái đối tượng là một cái suy nghĩ về người nữ, thì nó chỉ mới là sáu, là cái nó chỉ mới là cái ý, cái ý tiếp xúc, ý nè, nó gặp, ý nó cộng với hình ảnh người khác giới. Hai thằng này nó chưa có vấn đề gì hết. Tại vì cái chuyện này đó, cái chuyện mà cái ý nó tự nhiên nó xuất hiện cái hình ảnh người khác giới, nó có thể là do một cái nghiệp quá khứ. Nó có thể do một cái nghiệp quá khứ. Ha. Và nó sẽ cho ra cái cảm thọ. Có nghĩa là cái thọ hỷ. Trừ khi tự nhiên cái mình nhớ tới một cái người khác giới mà nó xấu, trời trời canh gió lạnh, thì cái đó thọ ưu thì sư không nói. Mà đa phần thì mình có thể mình thọ hỷ. Rồi. Cái vấn đề nó nằm ở đây, khi nó chỉ dừng ở đây, nó chưa là cái gì hết. Nó chưa là cái gì hết. Quý vị chưa có tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện nào ở đây hết trơn. Tại vì nó thuộc về quả.
ha, ghi chú thuộc về quả, thuộc về quả, nó không phải nhân, nó chưa có tạo nghiệp, nó không có tạo nghiệp, nó thuộc về quả. Cho nên nó cái chuyện mà một cái hình ảnh một người khác giới mà nó xuất hiện trong đầu quý vị đó, nó chưa tạo nghiệp gì hết trơn á, chưa tạo nghiệp gì hết. Vấn đề nằm ở đây, khi mà quý vị thọ hỷ rồi đó, đối với người không tu tập thì ngay trong tích tắc, ngay trong tích tắc cái thọ nó duyên cho ái, có nghĩa là mình thích thú với cái cảnh đó. Chết là chết cái chỗ này. Đối với người không tu tập, không có sự chánh niệm tỉnh giác, thì ngay lập tức là cái cảm giác thích thú, cái cảm giác cái thọ hỷ đó, nó sẽ duyên cho ái. Có nghĩa là cái sự yêu thích đối với cái cảnh đó. Chính vì yêu thích đối với cảnh đó, quý vị mới tiếp tục nhìn ngắm cái cảnh người khác giới ở trong cái tâm tưởng của quý vị. Tiếp tục theo đuổi cái cảnh người khác giới trong tâm tưởng tưởng quý vị. Và cái ái đó, nó cái sự mà tiếp tục theo đuổi đó đó, cho nên nó là ái nó duyên cho thủ, mà thủ nó duyên cho hữu, có nghĩa là nó tạo nghiệp. Cho nên khi mà cái hình ảnh đó mà nó duyên cho ái rồi, là khi đó là quý vị tạo cái nghiệp về ý rồi đó. Còn khi mà nó chỉ mới thọ hỷ này không thôi nè, thì chưa có tạo nghiệp. Như vậy làm sao, cái vấn đề là làm sao để mà mình ngắt ngay ngang cái chỗ này, mình ngắt ngang cái chỗ này, có nghĩa là cái chuyện thọ hỷ nó không tránh khỏi, thọ hỷ nó không tránh khỏi ha, nhưng mà mình có cách để mà cho từ cái thọ hỷ đó mà nó không duyên cho ái. Mà ở bên thiền tông đó, thì họ có một câu rất là nổi tiếng, đó là đối cảnh vô tâm đó, đối cảnh vô tâm thì làm sao được, phải thực hành tứ niệm xứ thưa quý vị, phải thực hành tứ niệm xứ, thực cụ thể hơn là thực hành thọ quán niệm xứ. Khi mà quý vị thực hành thọ quán niệm xứ, cái thọ hỷ nó khởi lên, quý vị ngay lập tức biết cái thọ hỷ nó khởi lên. Và khi quý vị biết thọ hỷ khởi lên á, thì cái hỷ đó nó không duyên cho ái, cái thọ nó không duyên cho ái nữa, mà nó duyên cho chánh niệm. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải thực hành, chứ còn bây giờ mình ngồi mình nói không thì nó giống như con nít nó ngồi nó nói chơi với nó dốc với nhau. Đó, muốn với người chánh niệm đó. Thì thọ duyên cho chánh niệm, phải thực hành, chứ còn mình ngồi đây mình nói mình tăng dốc với nhau thì nó không làm được chuyện gì hết trơn. Phải thực hành thì quý vị mới làm được cái chuyện đó, có nghĩa là ngay cái thọ nó xuất hiện thì quý vị duyên ngay cho chánh niệm, duyên ngay cho chánh niệm, chứ nó không có duyên cho ái. Phải thực hành, hoặc là quý vị sớm tí nữa, sớm tí nữa có nghĩa là quý vị thực hành thân hành niệm, thì quý vị chỉ làm việc ở sáu căn, sáu căn sáu cảnh thôi, chỉ làm việc với sáu căn sáu cảnh. Quý vị chánh niệm trên từng cái cử động lớn nhỏ, chánh niệm trên từng hơi thở, thì khi đó những cái cơ hội cho các cái tư tưởng bất thiện nó khởi lên á, nó không có. Và nếu như trong một cái giây phút mình thất niệm, hoặc là do một cái quả quá khứ nó trổ, nó khiến cho một cái hình ảnh khác giới nó xuất hiện trong cái tâm trí của mình á, thì khi đó nó vượt qua cái bước đầu của cái chuyện là quán thân trên thân rồi, thì mình có một cái hàng rào thứ hai là quán thọ trên thọ ha, quán thọ trên thọ, phát hiện ngay a thọ hỷ, phát hiện ngay và thọ ngừng ở đó, ngừng ở đó, khi đó nó duyên cho chánh niệm kết thúc ha. Mà nếu như nó vượt qua cái này đó, nó xuất hiện cái tâm tham đó, xuất hiện tâm tham, thì chúng ta có tâm quán niệm xứ. Khi đó thì ảnh phát hiện ngay cái phát hiện ra ngay, phát hiện cái ái nè, phát hiện ái,
thì nó không duyên cho thủ cho hữu nữa, mà nó duyên cho chánh niệm. Thấy chưa? Thì nhờ như vậy đó quý vị mới có khả năng mà cắt đứt được, chứ còn khi mà không có cái sự tu tập, không có chánh niệm thì làm không được chuyện này, làm không được chuyện này, phải thực hành. Chứ còn mình không thể mình ngồi đó mình nói lý thuyết suông được, thưa quý vị. Đó. Cho nên á, ở trong cái thân hành niệm á, là thuộc về tứ niệm xứ, trong thân hành niệm Đức Phật mới dạy là quán quán cái gì, quán 32 thể trược từ dưới gót chân cho tới đỉnh đầu, quán 32 thể trược, rồi tiếp đó là quán tử thi, rồi tiếp đó là quán tứ đại, để hiểu rõ cái cấu tạo của cơ thể này nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Từ đó vì đó đưa đến cái sự ly tham đó, đưa đến cái sự nhàm chán, do nhàm chán vì đó ly tham, và nhờ ly tham vì đó giải thoát. Phải thực hành, chứ còn ngồi đây mà nói không thôi thì mình không có làm được cái chuyện đó đâu. Như tôi nói đó, cái chuyện mà quý vị quán cái thân bất tịnh đó là phải quán 32 thể trược, quán 32 thể trược, quán khi mà quý vị quán một cách thuần thục rồi đó thì quý vị sẽ thấy cái công dụng của nó. Và sẵn đây thì sư cũng mới nói hồi trưa, nói hồi chiều có là sư rất là mong làm sao đó mà mình có thể làm một cái lò thiêu nhỏ thôi, một cái lò thiêu nhỏ thôi. Đó, thiêu thì thiêu từ thiện, có nghĩa là mình không có thu lời gì hết trơn á, nhưng mà được cái gì, có nghĩa là khi mà người ta đưa vào đó thì quý vị nếu mà mình muốn quán tử thi, chư tăng muốn quán tử thi thì có tử thi để cho chư tăng quán, là trong cái quá trình thiêu xác, chứ bây giờ đâu còn, các cái lò thiêu giờ mình không có coi được đó. Rồi cư sĩ mà muốn quán tử thi thì cũng có chỗ để mà họ quan sát đó. Thì mong làm sao mà cái phước thiện mà mình có thể khôi phục được cái phương pháp quán niệm tử thi ở Việt Nam, chứ còn bây giờ hiện tại Việt Nam bây giờ không tìm thấy một cái tử thi để cho một quý vị quán nữa.